một loài gia súc, động vật nông trại có vai trò đặc biệt trong cuộc sống. Từ thời xa xưa, ngựa đã đóng góp một phần công sức và hoạt động hàng ngày của con người. Video này hãy cùng tìm hiểu về ngựa các bạn nhé. Ngựa là động vật có vú, loài ăn cỏ, phục vụ phòng thuốc. Con người bắt đầu thuần dưỡng ngựa vào khoảng 4.000 đến 4.500 trước công nguyên. Ngựa chiến được sử dụng rộng rãi trong chiến tranh, nhất là trong chiến tranh thời cổ. Ngựa là loài vật có tầm vóc khá cao lớn, kèm theo đôi chân rất mượt, bốn chân mạnh mẽ, cơ bắp kèm theo cái đuôi dài. Ngựa thường có màu nâu đen hoặc vàng nâu. Tùy thuộc vào giống, sự quản lý và môi trường. Nước uống, ngày nay ngựa có tuổi thọ khoảng 25 đến 30 năm. Ngựa cái mang thai kéo dài khoảng 335 đến 340 ngày. Ngựa thường sinh một. Ngựa con có khả năng đứng và chạy một thời gian ngắn sau khi sinh. Ngựa là loài động vật ăn cỏ nhưng không nhai lại, bởi vì dạ dày của ngựa không có nhiều ngăn như bò và trâu. Ngựa thường tiết ra khoảng 20 đến 80 lít nước bọt mỗi ngày để hỗ trợ cho việc tiêu hóa thức ăn. Ngựa có răng to, tinh, nhìn xa nhưng chỉ phân biệt được 4 màu đỏ, vàng, xanh lá cây và xanh da trời. Tai ngựa linh động, rất thính, mũi ngựa phân biệt mùi ở xa hàng trăm mét. Đường kính khoảng 5 cm, lớn nhất trong các loài động vật có vú sống trên cạn. Ngựa không thể tập trung mắt nhìn như người, thay vào đó phần dưới của võng mạc sẽ quan sát vật thể ở xa, phần trên của võng mạc sẽ dùng để quan sát ở cự ly gần. Thời xa xưa, khi công nghệ còn chưa phát triển, ngựa giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động của con người. Ngựa được dùng vào các trận chiến, thổ hàng, vật cày kéo. Ngày nay, ngựa được nuôi để phục vụ cho các cuộc thi và các hoạt động thể thao, giải trí.